Các lý do dẫn đến nhiễm COVID-19 dù đã tiêm vaccine. Bạn đang xem kênh YouTube Vietnamnet Official của báo điện tử Vietnamnet. Vaccine Pfizer theo thời gian, virus tiến hóa đột phá sẽ khiến người chủng ngừa đầy đủ vẫn mắc bệnh. Không có cách nào tốt hơn để bảo vệ bản thân khỏi COVID-19 là tiêm chủng. Vaccine COVID-19 đã làm giảm đáng kể các trường hợp bệnh nặng, nhập viện và tử vong. Tuy nhiên, ghi nhận về những người được tiêm chủng đầy đủ vẫn bị nhiễm COVID-19 đang thách thức nỗ lực tiêm chủng trên toàn cầu. Khá nhiều loại vaccine chống lại COVID-19 được báo cáo có hiệu quả hơn 90%, nhưng không loại nào cung cấp khả năng bảo vệ 100% ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 đang đột biến và tạo ra các biến thể mới. Vì vậy, trong một tình huống thuận lợi, virus sẽ phá vỡ hàng rào bảo vệ của vaccine được gọi là nhiễm trùng đột phá. Hiện tượng này thường phát sinh 14 ngày sau khi tiêm liều thứ hai của vaccine. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ cũng khuyến cáo mặc dù vaccine được phê duyệt có hiệu quả cao, nhưng vẫn có những trường hợp nhiễm COVID-19 đột phá, đặc biệt trước khi đạt được miễn dịch cộng đồng đủ để giảm nguy cơ lây nhiễm. Người đã tiêm vaccine vẫn mắc COVID-19 có thể do các lý do sau. Việc chủng ngừa chỉ tạo ra phản ứng miễn dịch yếu, đặc biệt với người mắc bệnh suy giảm miễn dịch, ung thư, tuổi cao. Khả năng miễn dịch do vaccine cung cấp giảm theo thời gian. Virus tiến hóa để đột phá. Theo một nghiên cứu ở Ấn Độ, 87% ca nhiễm COVID-19 đột phá ở Ấn Độ do các biến thể gây ra. Chỉ có 9,8% số ca bệnh phải nhập viện, tỷ lệ tử vong là 0,4%. Trong khi đó, tờ New York Times đánh giá tỷ lệ nhiễm COVID-19 sau tiêm vaccine ở Mỹ khoảng 1 trên 5.000 người, thậm chí thấp hơn trong cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng cao và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Khảo sát gần 600 người đã tiêm vaccine nhưng vẫn mắc COVID-19 ở Ấn Độ. 71% bệnh nhân có triệu chứng, số còn lại không biểu hiện bệnh. Các triệu chứng phổ biến là sốt 69%, kế tiếp là đau mỏi người, đau đầu, nôn mửa 56%, ho 45%, đau họng 37%, mất vị giác, khứu giác 22%, đi ngoài 6%, khó thở 6%, sưng tấy 1%.